9 động tác cơ bản cho người mới bắt đầu. 1. Bước chân ngang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Giơ tay gõ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3. Tay vòng tròn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Tay lực sĩ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Chỉ tay lên trời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. Kéo rèm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7. Bước chéo chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Bước tiến lùi. 1, 2, 3, 4, 9. Lắc hông. 1, 2, 3, 4. Cùng học động tác này với mình nhé. Đẩy hông sang phải, xuống. Đẩy hông sang trái, xuống. Đẩy hông sang phải, xuống. Đẩy hông sang trái, xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị. Nhấc hông lên phải, ngồi xuống. Nhấc hông lên, ngồi xuống. Đổi bên, nhấc hông, ngồi xuống. Nhấc hông lên, ngồi xuống. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trùng chân lên trái, trùng chân lên phải, trùng chân lên trái, trùng chân lên phải. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đẩy nhanh tốc độ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trùng xuống, lên, trùng xuống, lên, trùng xuống, lên, trùng xuống, lên. Trái, phải, trái, phải, trái, phải, trái, phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị. Ưỡn ngực, đẩy ngực, hóp ngực, thả hông. Ưỡn ngực, đẩy ngực, hóp ngực, thả hông. Ưỡn, đẩy, hóp, thả. Ưỡn, đẩy, hóp, thả. 1 sóng, 2 sóng, 3 sóng. 5, 6, 7, 8. Đẩy ngực, hóp ngực, đẩy ngực, hóp ngực. Dùng lực đẩy, từ từ hóp. Dùng lực đẩy, từ từ hóp. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tập nhanh. 1, 2, 3, 4. Trùng chân lên trái, trùng chân lên phải, trùng chân lên trái, trùng chân lên phải. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Đẩy nhanh tốc độ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuẩn bị. Ưỡn ngực, đẩy ngực, hóp ngực, thả hông. Ưỡn ngực, đẩy ngực, hóp ngực, thả hông. Ưỡn, đẩy, hóp, thả. Ưỡn, đẩy, hóp, thả. 1 sóng, 2 sóng, 3 sóng. Chuẩn bị. Ưỡn ngực, đẩy ngực, hóp ngực, thả hông. Ưỡn ngực, đẩy ngực, hóp ngực, thả hông. Ưỡn, đẩy, hóp, thả. Ưỡn, đẩy, hóp, thả. 1 sóng, 2 sóng, 3 sóng. Chuẩn bị. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tất các bạn cho người mới tập nhảy, một chân đưa sang ngang, chân còn lại lướt về bằng mũi chân, tương tự với bên còn lại. Làm liền mạch lướt sang hai bên, rồi kết hợp với tay. Tay các bạn đẩy ngang sang hai bên nhé. Kết hợp cả tay và chân rồi cùng lướt về nhiều hướng. Đã xong động tác đầu tiên siêu dễ phải không nào? Động tác thứ hai mình sẽ nhún gối liên tục. Kết hợp với tay đấm thẳng ra phía trước. Làm đồng thời đấm tay và nhún. Cứ hai nhịp nhún thì sẽ là một lần đấm tay. Em đen động tác cuối cùng. Vẫn là bước một chân sang ngang, nhưng lần này mình sẽ vắt chéo chân ra sau, tương tự với chân còn lại. Làm cùng tốc độ chậm cho quen rồi sau đó đẩy nhanh dần lên. Kết hợp với tay tùy ý các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.